Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị đã trở lại video của em nha. Đó thì trước khi vào video thì xin cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh đi, khi nào em lên clip thì cô chú anh chị tiện theo dõi nha. Đó thì hôm nay em giới thiệu cô chú anh chị con bò là được kem lỡ nha. Đó, con này thì 10 tháng nó bò có nha cô chú anh chị. Nó rất là to lớn bò rồi. Đó. Bò rất là to. Bò này thì nằm cái dạng 200 kg hơi phải ra nha. Lưng dài nè. Nè, 10 tháng bò. Thấy không? Hết biết con bò không? Đít nè. Đó. Mười tháng bò rồi nha cô chú anh chị, lỡ bò bò lỡ đó. Đít rồi, thôi nói cũng đít, hết biết cái đít nha. Hai mươi sáu triệu nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nào ưng thì điện thoại trực tiếp với em. Đó, kem 10 tháng. Đít chà bá lưng nè. Đó, lưng dai nè, cổ nè. Đứng rất là bên bò nha. Đó, quay xa xa coi đứng nè. Rồi, chào cô chú anh chị.